Trương Văn Dũng vì liên quan đến hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thưa các bạn, đối tượng Trương Văn Dũng, một thành viên thuộc Hội Anh em Dân chủ mà mới đây nhất, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bắt giữ phó ban điều hành Hội Anh em Dân chủ miền Trung Trần Thị Xuân, đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội phát lệnh triệu tập đến cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, số 89 Trần Hưng Đạo, Hoàng Kiếm, Hà Nội, vì có liên quan đến vụ án đang được điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ luật hình sự. Đối tượng Trương Văn Dũng sinh năm 1958, trú tại số 69 ngõ 73 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Bản thân đối tượng Trương Văn Dũng vẫn từng nổi tiếng với danh blogger, từng vu cáo lực lượng công an phường Thụy Khê, phường Bách Khoa sau những lần tham gia đấu tranh dân chủ cùng với Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu. Theo giấy triệu tập thì ngày 9 tháng 10 đối tượng Trương Văn Dũng phải có mặt theo giấy triệu tập, nhưng cũng như các đối tượng khác thường vẫn ngoan cố không chấp hành. Mặc dù biết không có lợi cho mình, nhưng những kẻ hoạt động núp bóng dân chủ vẫn được một số luật sư cực đoan hậu thuẫn và làm đối tượng này càng ngày càng bị tăng nặng về luật phạt nếu bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Hiện tại thì Trần Thị Xuân đã khai nhận thành khẩn toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi mà tham gia vào Hội Anh em Dân chủ và cũng đã nhắn nhủ mọi người không nên tham gia vào bất kỳ tổ chức phản động nào và đã cầu mong nhân dân Việt Nam tha thứ. Để được giảm nhẹ tội thì Trương Văn Dũng nên đến đúng hẹn để vừa đảm bảo quyền lợi của người có liên quan, vừa có được tình tiết giảm nhẹ nếu như mắc tội. Những gì Trần Thị Xuân khai nhận và cung cấp chứng cứ, chắc chắn Trương Văn Dũng sẽ không thoát khỏi tội có liên quan. Qua tôi đã tham gia vào Hội Anh em Dân chủ miền Trung. Đây là một tổ chức phản động có các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bản thân tôi đã từng giữ chức vụ phó ban điều hành cùng với các cái thành viên trong Hội Anh em Dân chủ miền Trung tuyên truyền nói xấu chế độ, xuyên tạc các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, gây rối, kích động biểu tình, gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc nhằm làm suy yếu chế độ để thay đổi chế độ xã hội hiện nay. Tôi nhận thấy những hành vi trên là vi phạm nghiêm trọng đến pháp luật Việt Nam. Bản thân tôi xin một lần nữa được nói lời xin lỗi đến chính quyền và nhân dân, hãy tha thứ cho tôi. Và qua đây tôi cũng xin nhắn gửi với tất cả những người, đặc biệt là người trẻ, đừng vì bất cứ một lý do nào đó mà nghe lời xúi giục của các tổ chức phản động sai phạm vi phạm pháp luật. Năm 2000